Hello chào mọi người nhé. Hôm nay mình nhận máy giặt bị báo lỗi DE. Mình máy LG này, mình mở nguồn rồi mình chọn bắt đấy, xong mình nhấn start này. Thì máy nó kéo xả xong nó báo lỗi luôn. Cái này hình như mình nhớ có chia sẻ video sửa cái máy rồi. Máy mình rất là nhiều này. Đây, DE này. Chữ D và chữ E nó nháy. Thì đối với trường hợp này thì mình chia sẻ với bạn bệnh sửa nó dễ thôi. Ở cái máy LG đồng đứng này, ở đây nó có một cái công tắc từ bằng 500 này. Thì cái này người ta nó rơi mất rồi. Thì để cái bệnh này nó để mà cái công tắc từ nó hoạt động là nó kiểu như đóng cái một cái công tắc cửa trong trong cái bo mạch ấy, một cái khóa cửa ấy. Mở đi không? Thì cái này nó mở nó mất cái 500 đi rồi á, nên là cái công tắc trong bo này nó không có mở được cho mình. Mở cái này luôn, rút luôn nè. Thì cái này mình tháo cái bo mạch ra, mình sửa bo mạch. Nếu mà mọi người mà có 500 á, mọi người gắn vào đây cũng được. Không thì mình dùng cách là mình đấu tắt cái công tắc cửa trong cái bo mạch này luôn cho nhanh. Tháo đi. Chọn cái bàn này. Bo mạch đóng vứt lên luôn, tung tung. Thợ sửa này vứt đồ đạc nhiều lắm. Thì như mọi người biết là ở đây này, cái chỗ này nó sẽ khớp với công tắc cửa. Cái mà nó ghi số mà 2013, nói chung là cái này này, thì nó sẽ ở đây có một cái lẩy, hai cái lẩy 500, hai cái lẩy sắt của thanh kim loại nó gắn với nhau. Lấy kìm kẹp, lấy cặp vào đây luôn. Thì khi mà nó bị á, khi mà nó bị hư, nó mất cái 500 ấy, thì khi cửa đóng lại thì nó vẫn không, nó không cái lấy 2 500, nó không dính với nhau được, thì nó không đóng cửa được. Thì đối với trường hợp này mình hay sửa thì mình dùng cắt mình hàng là trực tiếp luôn. Nếu mà mọi người không có cái 500 gắn ở cái máy này thì mình hay gặp là cái trường hợp đấy, nó bị bong cái nhựa ra rất là nhiều. Nó bong cái nhựa rất là nhiều mọi người ạ. Thì cái nhựa đấy mình chẳng kiếm nó ra được để mình gắn lại. Nếu mà có mọi người đổ keo hay làm gì nó gắn cái 500 đấy thì được thì tốt, không thì gặp mình thì mình hay dùng cái chiêu này luôn. Cái này mình chia sẻ cho những ai mà chưa biết thôi, chắc là nhiều người thợ thì chưa biết hết rồi. Cầm mình quay cái nào. Đây, khi mà cái cửa đóng lại, cái 500 này sẽ hút hai cái lẩy kim loại này vào nhau. Hai cái lẩy kim loại này rất là mỏng và nhỏ, sát nhau rồi. Cái này gặp mình sẽ bóp nát luôn. Mọi người hàn sát này nhau với nhau là cái này. Bây giờ mình hàn sát mình thử luôn này cho mọi người thấy này. Mình sao hàn nó ăn là được. Cái này cái đầu mà hàn nó hư rồi. Trồng cục luôn đi.
này nó hơi xấu ấy. Sao nó không ăn đây? Người cứ làm kiểu gì nó ăn được với nhau là được. Mình cái này nó hình như nó không chưa ăn đồng, nó chưa ăn chỉ cạo cạo tí. Cạo cái lớp vỏ nó ra. Mới dao nhọn nhá, cạo cạo bớt đi. Tạm dừng nữa thấy à? Cái này mình cạo thì mình hàn nó không ăn được. Mình dùng cái dây đồng á, hàn thì nó ăn hơn. Đây nó ăn rồi này. Đây nó ăn rồi này. Đó, mình hàn cái này hơi xấu chứ không sao, thì nó ăn được. Rồi, chưa ăn à? Chưa ăn à, chưa ăn à? Sẽ đồng thì chắc hàn chắc ăn. Đây. Lắp thử đi, lắp thử đi. Đây mình thử luôn này. Đây này. Cái này mình bắn ốc con nắp luôn thì mình chắc chắn là được. Cái này mình sửa nhiều rồi. Mình chia sẻ những ai mà kiểu như là ở nhà mình máy bị lỗi á, mình không cần mang cái thợ. Đối với cái lỗi này thì không cần mang cái thợ, mình cần làm như mình là được thôi. Bây giờ mình sẽ đem ra máy mình thử luôn. Cắm điện thử luôn nha mọi người. Thì mình vẫn cứ chọn là mở nguồn là mình chọn bắt thôi. Mình nhấn lúc này để chọn bắt này, chế độ bắt này, mình nhấn start nó hoạt động. Mình bắt không? Mở cửa không, đóng được cửa đâu, lắp cái đấy đóng cửa gì nữa.
cái này là cái công tắc cửa, khi đóng bình thường cái lẫy đấy là khi mình đóng công tắc cửa là xe này cái nam châm ở đây nó sẽ hít hai cái lên với nhau. Đây bây giờ mình đấu tắt luôn rồi, mình không cần phải đóng cửa nữa, cũng không cần phải lấy châm nữa. Vắt đây mọi người, đó này vắt rồi đấy. Thì cái này có một cái nhược điểm là khi nào mà máy nó mở cửa ra thì nó vẫn vắt. Đối với trường hợp này thì mình kiểu như là nhà người ta không có người lớn đấy thì mình dùng được, nhưng mà người ta không có trẻ con đấy thì mình đấu tắt này được, nhưng mà nhà có trẻ con thì mình nên kiếm một cái nam châm gắn ở đây cho người ta. Ok vậy được nhá mọi người, chào mọi người.